Kết thúc rồi đó, trong đây có cái gì đây? Đừng nói đồng hồ nghe, hay là một chỉ vàng SCC. Ôi, đồng hồ. Trời ơi, đồng hồ. Sao sao em hay quá hả? Rolex luôn trời ơi. Quá, wow, bữa nay anh nhận quà khủng rồi, anh cầm gì coi? Cho chụp một bộ hình cái coi. Ồ quá. Xuống kìa. Quý gia quà gì hết. Ờ, có tên rồi, có tên luôn nè quên. Quý gia gì nè, ngoài đầu khui luôn. Cho nóng hỏi luôn chứ. Ờ, quá quý luôn kìa. Coi chừng đó cái kia. Anh để trên cái hộp đi đi. Anh để cái hộp của anh trên hộp này vậy. Quý gia quà gia nịch, dây nịch kìa. Ở trong một cái mà. Mày để gì đó. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha anh trai. Wow, xịn sò nghe. Dây nịch như quý thiệt luôn rồi. Wow, quý gia quà dây nịch nè, có ghi tên nè, kỹ quá. Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang đứng trước mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý chú anh chị ơi. Thì bên trong đó có rất là nhiều khán giả đến, ở ngoài kia có chiếc xe 16 chỗ quý chú chị, không biết từ đâu đến ha quý chú chị. Đó thì tí đang tí chuột đang gình ở đây quý anh chị. Đang gình khán giả. Nè. Đó giờ vô trong rồi đó. Anh em mình đứng ngoài đây quan sát ha. Ngồi coi khán giả biết rất là bình thường. Đúng rồi, bình thường. Không có gì đặc biệt ha. Nên vào bên trong đúng không anh? Nhưng mà mình phải sử dụng trợ giúp. Đó là thay nó dù cậu Năm. Không quý chú anh chị. Còn bác quý xong rồi. Là như xe đó là giống xe 9 chỗ quá ta. Đây có em gái miền Tây. Dạ. Ủa con chó giá anh dạy kìa. Đâu chó đâu. Đi con này nè gái. Đi qua cô Thanh Niên Bệ hay gì. Rồi trốn hai chị em hả. Cô cháu hả. Trời ơi trốn bắt trốn. À, đi ra này ha quý chú anh chị ơi. Đi qua bên đây. Mấy cô chú mới dù yến xong mà đi ra đây ha. Xe 16 chỗ. Thì Duy Minh mấy anh em mình sẽ ở đây trực chiến để ghi hình cho bà con cô bác ha. Vô luôn, vô luôn, vô. Cô mua số gì cô? Chiều nay chừng trúng luôn nghe cô. Đó, bà con mình đi xe 16 chỗ hả? À, đi từ đâu đến cô? Ở quận 12. Quận 12 hả? Dạ. Mới vừa vô thắp hương xong rồi về ha quý anh chị. Chào bà con ha. Tạm biệt bà con. Ồ, vô chưa được 5 phút nữa về luôn rồi. Em thấy có một cái... Chào bà con. Đó, con chó, anh thấy con chó không? À... Ở trong có ba lô á. Không. Trên xe. Không thấy. Thấy đúng không? Thấy không kịp. Chào anh trai. Chào anh trai ha. Ủa? Ừ? Ui, cái dù này đẹp nha. Dù của cậu á. Dù này xịn nè. Dù này qua được LA. Dù này qua LA đúng không? LA nè. Dù này LA. Long An á, LA Long An á, đó. Cúng FPT. Ơi, ơi. Gì gì nữa. Kìa. Trời ơi, rồi về luôn ha. Quá ngầu luôn, hôm nay cúng lớn luôn nha quý chú anh chị. Hôm nay là Duy Minh nhường sân khấu là cho tí chuột Bình Dương 15x. Rồi khán giả Ba La Mặt Đa Tâm Kinh. Khán giả Ba La Mặt Đa Tâm Kinh, Đa Tâm Kinh. Của 15x gửi cho cúng một cái mâm chai ha quý chú anh chị. Ở đây thì có nhờ anh ai đây? Ai đây? Trong chứ ai? Trong trong hả? Ghê hả? Ồ, đeo kính rồi nhìn ghê quá à. Đó, cái gì đây? Em xách này cho. Chưa nữa hả? Chờ ngày hả?
Tại thấy nó làm sẵn rồi bỏ vô. Đi đâu anh sáng? Nghiệm máu chứ mà mình đi khám tổng quát rồi mới đi phòng này phòng kia thôi mà khỏi. Vậy hả? Anh đi khám ở đâu? Viện giải quyết của những ba người vừa. Rồi giờ mình vô mình cúng luôn ha. Không có chú chị. Là một khán giả Ba La Mật Đa Tâm Kinh à, giấu tên quý anh chị. Ba khán giả Ba La Mật Đa Tâm Kinh à, vì mình nói vui vui nha quý anh chị. Sao vì mình nghe cái câu này cũng quen quen của gì bé quen gì đó quý anh chị đó. Hay là dùng cái câu này đó. Quảng cáo cho nhà hàng luôn hả? Cho nên nó nhà hàng có giao ra rồi. Áo vàng đây nè. Dạ. Để em cầm đấy nha. Rồi cả cho cầm cho chồng em làm đi. Chìa khóa nè. Ờ cầm là 5 món nha. 5 món 5 món thì đầu tiên là cái món bánh xèo. Bánh xèo. Cơm chiên. Cơm chiên, bánh xèo. Cơm chiên thứ hai là món bánh xèo. Ồ oh, wow. Nhìn thấy hoành tráng đó nghe. Cắt cái hộp này ra. Wow. Rồi món mì xào. Dạ. Có cần cắt cái hộp này ra không? Sớt cả hai phần. Đúng rồi. Sớt là gì hai phần. Sớt cả hai phần. Cái đó cũng sớt cả hai phần luôn nè. Còn cái này là mình tháo cái này ra mình đựng rau ra hai dĩa. Cái món này là món gỏi nha. Tất cả đều là món chay nha, cho nên hôm nay là ngày rằm. Con sớt dĩa là sớt đồ ăn luôn. Để đó luôn chị. Hả? Cầm máy giùm em phụ á. Đây cục cơm mình sớt là dĩa hay chén anh? Hả? Mình sớt là chén luôn. Sớt ra dĩa. Dĩa rồi. Dĩa là phải có chén nha. Có chén này nè. Thôi mình sớt là chén luôn. Chén đi. Mình sớt là chén hết đi cho đẹp. Mình có gì múc không chị? Đây cũng múc đi ha. Cái này thì mình làm ra 2 tô nè. Tô làm tô gì? Cái nào cái này hả? Gỏi, gỏi. Cái đầu sau thì em nghĩ là mà mình sẽ để 2 tô luôn quá. 2 tô luôn đi. Cái tay sạch tới nghe bà con. Xin đàng hoàng chứ. Cô đồ ăn ngon quá vậy. Anh sẽ đợi rau ha. Rau sạch. Rau sạch nhìn thấy ngon quá ha. Đúng rồi. Nhà hàng thường thường nó là ra sạch thì mát sạch thì ngon cơm đúng không? Đặt ở nhà hàng chứ không phải là quán. Cái này là nhà hàng Khai Tâm ở Bình Dương. Nhà hàng chay nổi tiếng luôn á. Một trong những một trong 6 cái quán nổi tiếng nhất ở Bình Dương. Và làm ăn sạch sẽ và nổi tiếng là ăn ngon. Là chuyên về là đồ chay. Anh nhớ hồi trước là chị Hồng Ngọc chuyên đặt ở một cái nhà hàng này nè. Đúng rồi. Thôi mà còn rạp anh. Mà dạo này không thấy chị đặt ha. Chắc giờ mơ mới đặt giờ. nhắc cái đường mới đặt á. Ờ tiếp theo. Chị ơi, Duy Minh đang nhắc chị đó chị ơi. Nhưng mà thấy ai lâu lâu là Duy Minh hay nhắc gì đó của chú chị. Cười khẽ giờ chị biết à đúng không? Mấy chén, cái này chị nghĩ khó làm chứ tô đâu có hết. À, chia ra thôi. Nước mắm ở nhà mình đổ ra chén luôn. Cái cơm đó mình bút là đều đều với chị nhiều á. Có bánh xèo luôn hay quý vị? Mười chén nha. Dạ. Cơm là cơm chiên trăng trâu. Mì xào thạch cẩm. Rồi cái này mình lấy ra tiếp tục nè, nước mắm mình lấy ra. Chén luôn. Cái này là cái gì? Xào ớt hả? Ba chén. Cái này là gỏi. Gỏi. Cái rau là phải nói là mà rất là sạch luôn ha quý chú anh chị. Quay sát cảnh rau dùm cho bà con mát ha. À, rau rất là sạch luôn. Có gì đặt nhà hàng là có khác hay quý vị? Đặt nhà hàng là có khác đó. Thời tiết là chúng tôi phường hẳn lưỡi. Quý vị. Đây là gì anh Phương? Nem nướng hả? À, quá chiên. Ngon luôn. Cũng còn năm phải không? Ừ. Quá tuyệt vời. Thơm năm bột. Quý vị nữa hả? Rồi lòi cái thôi.
bời hoa báo anh đồng nắng mơ là mơ biến ai ngày mưa ngày mưa mơ tắm trong trời ô cơm chiên trâu ngon quá, có bắp luôn, có hạt sen luôn, có đậu Hà Lan luôn, đậu đũa luôn, có đậu hũ luôn, quá ngon. Nha, cái này là còn tráng luôn đó. Giờ này là cái này là thiếu gì thì là nhớ cái này là hết cái gì tiên hết chạy cái này gì tiên bánh phồng tôm chiên đúng không? Ồ vậy à, không má bánh phồng tôm mình luộc á, không má ơi chiên má ơi luộc mà luộc cà khịa nữa để đây rau rất là ngon ha cả nhà, rau rất ngon luôn. Chạy để vòng xung quanh luôn, đẩy cái này vô mình cái đẩy cúng chung một bàn thôi hả, bỏ xếp này vô đây mình bỏ trên mặt hờ cậu ba chén mình vừa ba chén bỏ một thằng vào hờ bàn rồi anh em cúng với cậu mà đâu phải cúng trai đâu mà anh bỏ một thằng ba chén. Bàn này là bàn cúng cậu mà. Ờ cho xin lỗi ha, anh cáo lỗi. Vậy anh quay dưới đây nè, anh Ngọc đây gì vậy, chào ai anh vào trong kia chi vậy anh, có người gửi đồ lên cho anh á. Ờ đây anh nhận cho anh vào luôn cũng được, nhiều gì mà có cô nè, nhờ mình học 15 giây nói cho cô biết là đã nhận được. Có người gửi cho Ngọc nhờ Minh học 15 mét nói cho cô đã nhận được. Dạ, có người gửi cho nha. Giang Bình Dương Chánh Phú Hòa mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cổng thẳng vô gặp ô vô hoa sen quẹo phải đường nghệ sĩ mộ cổng có hai con lăng màu hồng đỏ, gửi quà cho hai cháu vào và Ngọc rồi chỉ là nhận được luôn rồi cô ơi. À Di Minh để Di Minh quầy ha, cái gì đó là hai cái món quà gửi cho là anh Giàu với anh Ngọc. Bánh trung thu quá anh Ngọc đúng không, Ngọc với anh Giàu đã nhận được rồi, kiểm tra đàng hoàng nha, này có cho kiểm tra không em, có cho kiểm tra à cũng như nhà không mà kiểm tra luôn. Ồ bất ngờ ha, chúc mừng hai anh em nha, là nói với Minh và 15 mét là thông báo cho cô là có nhận được rồi, rồi anh em mình cũng thông báo luôn ha. Đó quà quà rồi, giờ bây giờ từ từ nha, bình tĩnh nha, đúng quà chưa có đây mà em anh nhậu không thì chung hả, chung quà, chung quà tức là hai hộp giống nhau á, giống nhau thì cũng như người hộp thôi. Không cứ coi hai hộp đi, coi cái gì chồng có cái gì không, đó đó có mình kiểm tra mà để ra tí xíu nè, để lên đây anh, để lên đây quý gia gì hết, quý gia quà gì hết, ờ có tên ơi, có tên luôn nè quý dây nè, ngoài đầu khui luôn, khui luôn cho nóng hổi luôn chứ. Ờ, quá quý luôn chưa, coi chừng đó cái kia anh để trên cái hộp đi, đi anh để cái hộp của anh trên hộp này dễ quý nha, và do nịch dây nịch kìa ở trong có phải ba ở ngoài để gì đó. Rồi cảm ơn anh nhiều nha anh trai, quá xịn sò nghe, dây nịch quý thiệt luôn rồi, wow quý gia hoài nè, có ghi tên nè kỹ quá ha, có cái tờ lịch luôn rồi ha.
tờ lệnh này có gì không? Là cái ngày cô gửi cái này đi chắc. Ồ, chắc ngày đúng rồi, ngày 28 nè. Ôi, quá đẹp. Cảm ơn chị nha. Chị hả cô? Chị hả cô? Chị hả cô? Trời ơi, hỏi chị hả cô, không có hỏi chị hả cô. Cái này đọc ơi. Gỡ Ngọc. Ngọc. Một hộp lớn, một hộp nhỏ là hai hộp. Đó. Vào một hộp. Ủa vậy là hai hộp mà. Không, trong cái hộp thì có Ngọc nè, một hộp lớn, một hộp nhỏ, hai hộp. Vào một hộp. Đó cái đó hai hộp thì có Ngọc nè, đúng rồi. Đúng rồi. Đó, đúng rồi, hai hộp luôn phải không? Rồi tiếp. Rồi Ngọc nhờ Minh Ngọc hoặc 15 m. Nhờ Minh hoặc 15 m nói cho cô biết đã nhận được nha. Hoa Viên Nghĩa, Trang Bình Dương, phường Chánh Phú Hòa. Một ngày xưa tôi vô Linh. Bình Dương, một nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cổng thẳng vô, cái này địa chỉ không sao. Cô chỉ vô đây thôi. Chị ra được coi. Anh Ngọc có muốn gửi lời gì đến cô không? Con cảm ơn cô. Biết nói gì hơn. Cái này là anh nhận giùm cho anh vào nha. Dạ, cảm ơn. Đây có em có nhận cho anh vào luôn rồi nè. Rồi, nhận giùm anh vào luôn, lát gửi cho anh vào. Anh vào chắc là mình là muốn hai hộp luôn hả? Ờ đúng rồi, hai hộp. Rồi, chúc mừng anh nha. Trời ơi. Rồi phát. Bây giờ anh cắt đi rồi mình quay trở lại chứ không. Rồi, rồi quay lại. Cũng cúng cúng của cậu gái. Rồi. Rồi anh cắt đi ha. Rồi, cũng chúc mừng anh giàu với anh Ngọc ha quý anh chị. Nè. Bỏ luôn đi. Rồi. Rồi bây giờ vậy. Bây giờ mình bưng lên ha. Xong rồi. Giờ mình bưng lên thôi. Rồi. Rồi. Bây giờ nhờ chị đây em anh bưng lên. Cầm em cái đây nè. Từ từ ha. Này, ừ. Ok. Lấy hai chai nước cho em nha. Lấy đi gì lấy nè. Dạ hai chai đi. Cái đường đổ nước mắm kìa. Rồi mình để xe xa ngoài ngày tí xíu đi anh. Đây em cảm ơn chị ha, hỗ trợ em một cái mâm bánh xèo của anh chị, rồi có cả là hải sản, đồ xào hải sản chay. Đây để cho 15 ớt giái ha quý anh chị. Bộ sáng nay là thấy hỏi thăm anh, nãy giờ thấy anh đi chạy xe đi thấy cũng quất quả ha. Rồi anh có muốn gửi cái lời gì đến là người cô mà gửi cho là 15 ớt cúng không? Con không biết nói gì thì con gửi lời cảm ơn cô đã nghĩ đến cậu Năm rồi yêu mến cậu Năm của Linh tới ngày hôm nay. Hôm nay cũng là ngày rằm cô gửi một mâm cúng rất là hoành tráng, rất là ý nghĩa. Này em hỏi thật ha, khi mà anh đảm nhận mà cái công việc mà của một vị khán giả nào á mà gửi cho mình thì mình đi nhận như vậy thì cái cảm giác mình như thế nào? Vui hay là buồn hay là như thế nào? Vui chứ. Phải vui ha. Háo hức đi nữa chứ không bị ép buộc gì. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là đúng là giống như là em vậy đó. Ai mỗi khi mà ai mà gửi cho mình á mà cúng một cái gì đó là mình rất là vui, là mình được bà con cô bác yêu quý mới là tin tưởng mình gửi cho mình. Giống như là mấy anh em nay cũng tin tưởng mấy anh em, cho nên là mọi mấy anh em đi giùm, hỗ trợ giùm thì cái điều đó là rất là quý. Cũng thay mặt 15 hết cũng như là cô cũng cảm ơn anh luôn ha. Dạ. Để em vô đây em lấy cái ấy không quý chú vậy.
đó quý cô chú anh chị. Thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc luôn ha quý cô chú anh chị. Một cái mâm phải nói là rất là hoành tráng luôn. Mong bà con cô bác chia sẻ video, thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Đó. Ờ, đây đây nè, một hộp nhỏ nữa nè. Nhỏ nữa, có một hộp nhỏ mà. À, đây một hộp nhỏ luôn nha cô. Rồi vừa kính kết thúc rồi đó. Trong đây có cái gì đây? Đừng nói đồng hồ nghe. Hay là một chỉ vàng SCC. Ôi, đồng hồ. Trời ơi, đồng hồ. Sao sao em hay quá hả? Rolex luôn trời ơi. Quá, wow, bữa nay anh nhận quà khủng rồi, anh cầm gì coi cho chụp một bộ hình cái coi. Ồ quá. Xin chị ơi. Cái hộp quà kia luôn đâu rồi? Anh chụp bộ hình kỷ niệm luôn coi. Trời. Quá quý ha, quý như vậy. Đây. Rồi. Ê, anh dính đây anh. Anh Ngọc được tặng đồng hồ Rolex. Ờ. Quá trời luôn rồi. Quá trời. Chúc mừng anh nha. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Không biết nói gì nữa, cảm ơn cô nhiều. Ừ, quá tuyệt quà luôn ha quý anh chị. Nhận quà khủng luôn. Đắt giá lắm á nghe. Đó trong đời giờ em cũng chưa có thấy ở ngoài luôn á. Rolex luôn á. Quá quý rồi. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh nhiều ha. Chúc mừng anh với anh chào ha. Cái ra đời từ năm 1950 nha. Cái công ty này nè. Rồi dạ. Quá hay ha. Thôi địa chỉ không dám mấy đâu, vi phạm bản quyền nữa. Đó, quý chú chị quan thì video đến đây thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn cô, một người cô bí mật đó, đã gửi cho anh Ngọc một món quà rất là xứng đáng ha quý. Như vậy quà cũng rất là cảm ơn một người cô khán giả Ba La Mặt cũng gửi một mâm chai cũng lớn cho cậu Năm. Thì bây giờ thì Duy Minh cũng xin chào và hẹn bà con là một cái video theo. Nếu bà con thấy video có nghĩa thì cho Duy Minh một like, một ký và hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho video nó lan tỏa ha cô chú anh chị. Xin chào bà con, hẹn bà con một video tiếp theo ạ.